Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn sẽ tiếp tục kiểm tra một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ. Đó là Adfor và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng Nam và sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Vì USPS họ có một cái mạng lưới bưu điện rộng hơn, có thể ship đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon. Phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS nha các bạn. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kiểm tra mẫu mắt kính thứ hai đến từ thương hiệu Calvin Klein này. Bên trong của chúng ta cũng còn là khoảng 3 mẫu mắt kính nữa nha các bạn. Các mẫu mắt kính này mình sẽ review trong video sau. Rồi, mình sẽ lấy một chiếc ra. Đây, bên trong chính là mẫu mắt kính của chúng ta ngày hôm nay. Một cái tông màu hợp rất là đẹp nha các bạn. Tông màu trắng thuần khiết luôn. Cùng với là tên thương hiệu được khắc cực kỳ nổi bật. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng. Thì mình sẽ đeo vào tay vào. Trước tiên thì mình phải mở cái miệng túi ni lông này ra. Vì đeo vào tay vào họ sẽ rất là khó mở những cái túi ni lông này nha các bạn. Rất là trơn. Mẫu mắt kính ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mã là CK2517S với mã màu là 551 và dãy ba số là 56, 15, 140, chính là độ rộng kính là 56 nè, cầu kính 15 nè và chiều dài càng kính là 140 nha các bạn. Như mình sẽ lấy sản phẩm của chúng ta ra, đi kèm với đó là một cuốn sách hướng dẫn rất là mỏng thôi các bạn. Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản, cũng giống như một số hãng và chỉ có một lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính thôi. Mẫu này của chúng ta sẽ có tên là Calvin Klein Fashion Woman Sunglass, một mẫu sản phẩm kính mát dành cho nữ giới thuộc bộ sưu tập fashion của thương hiệu Calvin Klein. Độ rộng kính của mẫu này sẽ là 56mm nè, còn mã sản phẩm như lúc nãy mình có đọc ở trên chiếc tem đó rồi. Các bạn có thể đánh chính xác mã đó vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được với giá tốt nhất. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn này đều có link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt của mình cũng như là chi tiết hai bên thái dương, rất là quan trọng nha các bạn, để có thể chọn được một mẫu sản phẩm phù hợp gu thời trang với mình và vừa mang lại cái trải nghiệm đeo thoải mái nhất. Màu trong kính này sẽ là màu tím nha các bạn, với cái hiệu ứng radiant nè, khá là đẹp. Rồi, về cầu kính chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính 15mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính nè. Càng kính thì chúng ta sẽ có một chiếc càng kính 140mm. Hầu hết kính râm và kính mắt đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái nha các bạn. Đây, ở mẫu này chúng ta sẽ có một cái càng kính nó hơi trong suốt một tí, hơi khó nhìn nha các bạn. Tuy nhiên mình sẽ để nghiêng để các bạn cũng có thể nhìn được á. Đây, chúng ta sẽ có series sưu tập là CK20517S nè, mã màu là 551 nè và dãy ba số là 56, 15, 140, cũng giống như trên chiếc tem của chúng ta có những cái thông số này vậy. Rồi, ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Calvin Klein thôi, rất là đơn giản đây nha các bạn. Nó hơi khó thấy một tí vì họ làm trong suốt á, mình thấy luôn cái dòng chữ bên ngoài. Hai bên ở phía ngoài càng kính thì chúng ta cũng có tên thương hiệu nè, Calvin Klein, rất là nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều. Rồi nói về hiệu ứng radiant, đây là một cái hiệu ứng mà trong kính được nhuộm màu, với phần trên là tông màu tối và chuyển dần về phía dưới sẽ là tông màu sáng hơn. Nó có cái tác dụng là giúp cho phần trên thì giúp cho chúng ta tránh được khỏi ánh nắng khi chúng ta chạy xe ngoài đường nè, hoặc là đi những nơi nắng chói thì chúng ta sẽ có một cái phần trên nó sậm hơn thì nó sẽ giúp cản được những ánh sáng chiếu vào mắt ta nhiều hơn. Và khi chúng ta lái xe thì các bạn có thể thấy cái phần phía dưới này nó sẽ sáng dần lên và trong hơn một tí. Các bạn có thể dễ dàng quan sát các bạn điều khiển cũng như là tay lái nè. Đó là tác dụng của hiệu ứng này nha các bạn. Ngoài ra thì nó cũng mang tính thời trang cũng rất là cao nha các bạn. Rồi tiếp tục nói về dạng khung. Dạng khung ở đây chúng ta là một dạng khung dạng cat eye, có nghĩa là dạng mắt mèo, với màu khung là màu tím trong suốt nè. Rất là đẹp luôn, cực kỳ thời trang. Chất lượng khung ở đây chính là plastic. Đối với loại nhựa này, nó có ưu điểm là đa dạng về kiểu dáng nè, màu sắc, đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi nè. Thường được đệm ở bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm.
Đây các bạn có thể thấy nè, phần kim loại đi sâu vào bên trong để tăng cái độ bền, cái độ cứng cáp cho sản phẩm của chúng ta. Đây ở phần gối kính nha các bạn. Và phần khung này cũng vậy nè, nếu mà nhìn thẳng xuống nè, trong suốt cho nên các bạn dễ dàng nhìn thấy lắm, họ đệm kim loại trong đây để tăng cái độ bền cho sản phẩm. Rồi, và nó có cái ưu điểm là rất là nhẹ nha, cực kỳ nhẹ luôn, đeo rất là thoải mái. Rồi đó là ưu điểm về loại nhựa plastic này. Rồi bây giờ mình tiếp tục nói về cái thiết kế kính mắt mèo như thế này, đã rất là phổ biến rồi. Nhưng mà nhắc đến kính mắt mèo thì rất là nhiều người lo lắng về thiết kế của kính khá là cá tính, nó sẽ kén người đeo. Tuy nhiên, những cái thay đổi gần đây trong thiết kế những năm qua, kính mắt mèo đã hoàn toàn phù hợp với nhiều kiểu mặt khác nhau rồi. Mình sẽ lấy ví dụ đầu tiên, xem là kính mắt mèo nó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho những ai có khuôn mặt tròn trịa nè, hoặc là đầy đặn tí, nó rất là phù hợp nè. Cũng như là nếu bạn sở hữu một cái gương mặt vuông hoặc là mặt chữ nhật á, thì những cái kiểu mặt nó khá góc cạnh nên ưu tiên chọn kính mắt mèo với bản to hơn. Bản này thì hơi nhỏ một tí, bạn sẽ ưu tiên cho những cái mẫu kính mắt mèo to hơn một tí, kính có đường cong tròn nè. Kiểu dáng kính sẽ giúp gương mặt trở nên hài hòa và thanh thoát, mềm mại hơn rất là nhiều đối với những bạn có khuôn mặt hình vuông hoặc chữ nhật nha các bạn. Rồi, qua các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nè. Không hề có dấu hiệu cứng móp hay là trầy xước phía trên sản phẩm, cũng như là hai bên gối kính các khớp còn rất là chắc chắn. Đây các bạn có thể thấy nè, rất là chắc nha các bạn. Bên đây nữa, đây. Đó, tất cả đều còn khá là hoàn hảo, hai bên ống kính của chúng ta còn rất là đẹp. Rồi, đó là một số góc quay thực tế về mẫu kính mát ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính mát đến từ thương hiệu Calvin Klein. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, là màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn thì các bạn có thể dễ dàng lựa chọn một cái phong cách kính mát dành cho mình, cũng như là các sản phẩm tại đây sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.